gia đình bà Nguyễn Thị Sáu ở thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi là một trong những hộ bị ngập sâu trong lũ. Giếng nước của gia đình nhà bà đã không thể dùng trong 4 ngày nay. Khi nước vừa rút, cán bộ y tế thôn đã đến tận nhà để hướng dẫn cách xử lý môi trường, xử lý nguồn nước giếng khơi bằng chloramin B để đảm bảo an toàn cho gia đình sử dụng. Coi như là nước nó vô, nó tròn hết, coi như không sử dụng được. Coi như là có bị sắc nước khót vì uống, rồi các trạm y tế nó điệp thuốc tới, nó bỏ xuống, cách mấy ngày rồi mới uống được. Đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi có gần 1.500 nhà dân bị ngập sâu trong lũ, nên có nguồn nước từ các giếng khơi của nhiều hộ gia đình không thể sử dụng được. Gần 10.000 con gia súc gia cầm bị chết, nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất cao. Do vậy, y tế cơ sở đã tập trung hướng dẫn bà con xử lý môi trường, súc vật chết và vệ sinh nguồn nước, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân. Nước lụt nó đã rọt rồi thì nói chung là y tế ưu tiên những cái vùng mà ngập nhiều, mà cho nước giếng nó bị ngập nhiều để kịp thời cho nhân dân họ sử dụng, để tránh cái tình trạng mà người ta sử dụng cái nguồn nước không hợp vệ sinh ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân. Đến thời điểm này, khâu xử lý môi trường và khử khuẩn nguồn nước tại các giếng khơi bị ngập ở các địa phương vùng lũ Quảng Ngãi đã cơ bản được xử lý. Ngành y tế Quảng Ngãi cũng cấp bổ sung chloramin B và aquatab cho các địa phương để cấp phát tận tay cho người dân xử lý khi cần. Chỉ đạo ngay địa phương và trạm y tế xã phối hợp y tế thôn cùng đến tận từng nhà người dân để hướng dẫn, thứ nhất là truyền thông, thứ hai là cấp nguồn chloramin B và aquatab để cho người dân, phục vụ cho người dân trong quá trình ăn uống, sinh hoạt, sử dụng nguồn nước để đảm bảo hiệu quả, cũng như là xử lý phối hợp với các ban ngành để chúng ta xử lý phát quang vệ sinh môi trường, xử lý sau lũ để tránh các vấn đề dịch bệnh xảy ra. Công tác giám sát địa bàn để phát hiện và xử lý kịp thời các loại dịch bệnh phát sinh sau lũ cũng được tỉnh Quảng Ngãi siết chặt. Ngành y tế địa phương cũng khuyến cáo người dân nên ăn chín uống sôi để đảm bảo sức khỏe sau lũ.